Đâu xem nào. Xem nào. Cá to không? To là đây. Đây. Ờ nhờ. Cá này ngon đấy nhờ. Này cân bao nhiêu đấy? Cũng món đấy. Cho bác xem nào.
bác một con đi. Bác lấy con này luôn à? Cân 2. Lấy 1.2. 1.2 à? Vâng. Rồi. Bác trả tiền nhá. Hôm nào được cá to thế này lấy về cho bác nhá. Vâng. Cái gì đấy? Cho bác một con này. Bác lấy còn một con nhé. Cô có làm sao không? Cô đau lắm đấy. Ừ. Cô thấy cô có đau nhiều không? Đau quá đâu, cháu bỏ vui xuống cô. Cô có đau lắm không cô? Đau ở chỗ nào? Cô đau ở đây này, đau bụng quá. Ừ. Cô đau bụng quá. Cô có làm sao không? Đau quá thôi. Bây giờ cô có đau lắm không? Bây giờ cháu biết làm thế nào được? Có ai không? Giúp cháu với! 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 Có ai không? Giúp cháu với!
Sao không? Em có bị làm sao không? Em đau lắm ấy. Hộ anh đỡ ấy dậy. Còn đau lắm không? Có về được không? Hai người có về được không? Có phải nhờ anh đưa về rồi. Đau lắm à? Em còn đau lắm không? Cô đấy đau từ lúc nãy rồi à? Đau từ lúc nãy à? Hai cô cháu đi đâu về mà đau ở đây à? Em đâu có đau lắm không? Em có ạ. Thế có về được không? Không, chắc nhờ anh đưa về rồi. Thế hai người đi đâu qua đây mà đi bán cái gì qua đây ấy? Đi bán cá. Đi bán cá à? Vâng. Thế có về được không? Không về được, chú đưa về. Vâng. Chú nhà cháu ở Tân đâu? Ở ngoài kia. Còn đâu lắm không? Đây ngồi lên cùng chú đây để chú đưa về. Lấy xe đi. Đâu lấy cùi về đây chú. Lên xe đi để anh đưa về. Được chưa? Cháu ở bên kia dưới à? Thế đỡ cô. Có đau nhiều không em? Để chú đưa về nhé. Cháu đi đường, cháu dẫn đường đi đi. Để chú đưa cô. Đau lắm không em? Nhà cháu bên kia à? Em còn đau lắm không? Đây là nhà của cháu đây à?
Mỗi hai cô cháu ở đây thôi à? Em còn đau lắm không? Em đỡ đỡ. Nhà mỗi hai cô cháu ở nhỉ? Thế đỡ tí nào chưa? Em đỡ đỡ rồi ạ. Nhà mỗi có hai cô cháu ở nhỉ? Thế hai cô cháu không có bố mẹ à? Em bị đuổi ra khỏi nhà. Thế kia là cháu ruột à hay là như nào? Thế đây là cháu ruột hay cháu họ? Cháu họ của em. Cháu về đây ngồi xem nào, để chú họ hỏi xem nào. Nhà mỗi có hai cô cháu à? Thế là ngày là đi sinh hoạt là ở như thế này á? Ừ. Ở như này không bảo đảm chứ. Này mưa gió không bảo đảm đâu. Thế là mưa gió cũng báo cũng ở như này thôi à? Thế ở này cú giữ đến là không bảo đảm đấy. Hàng ngày hai chị em ăn sắn. Ăn sắn à? Vâng. Thế là bố mẹ của cháu lại đi đâu? Mẹ của cháu thì đi làm, còn bố của cháu ở nhà lát xíu. Thế là có đánh đập cháu gì không? Nhà có bị hay bị bố đánh không? Bố cháu mọi lần đi uống rượu về bố cháu toàn đánh đập con và mẹ cháu, xong con và mẹ cháu bị đuổi ra khỏi nhà. Vâng. Thế là mẹ đi Trung Quốc, bố năn rượu. Vâng. Thường thế nhỉ? Thế còn em là đi công ty về bố mẹ đuổi khỏi nhà. Vâng. Cảnh nhất. Ngày là nhổ sắn đây về ăn à? Vâng. Với lại mỗi ăn sắn hay là đi tìm cái gì về để ăn nữa? À, đợt nọ hình như là hai cô cháu nhận được tiền của chú nhỉ? Vâng. Nhìn thảo nào chú nhìn thấy quen quen. Vâng. Mình lại có duyên gặp lại nhau đấy nhỉ? Ngày có duyên đấy. Vâng. Hôm đấy chú cũng cảm ơn đấy. Và hôm nay lại chú lại vô tình gặp được hai cô cháu. Có cái duyên của mình. Thế lúc nãy chú đi công tác gì qua đấy đấy? Chú làm kỹ sư công trình qua đấy. Làm chủ thầu nhà tầng, đang làm với nhà trưởng ở trên kia. Nên chú qua đấy. Thế đau bụng này là hàng ngày bị đau hay là mỗi hôm nay bị đau? Em đỡ tí nào chưa? Em đỡ rồi ạ. Thế đau như là hàng ngày đau hay là hôm nay mới bị đau? Em thấy hàng ngày đau râm râm thôi, nhưng mà hôm nay thấy đau nhiều. Thế bây giờ anh ở nhà với ai? Anh ở nhà với bà của anh. Còn bố mẹ anh thì ở dưới xuôi kia. Anh bây giờ còn ở nhà với bà, còn có một bà nội nữa. Vâng. Chắc cũng muộn rồi, anh cũng sẽ phải đi về thôi. Vâng. Em cảm ơn anh nhé. Hai cô cháu giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Rất cảm ơn chú nhé. Chào nhá. Vâng. Chú về nhá. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Cháu cảm ơn chú nhá. Chào nhá. Vâng. Chú về thật nhá. Mấy nào có từ đấy đi qua để đưa về nhà. May mà có chú hôm nọ mình là được tiền ấy, còn giúp đỡ mình. Cháu ạ, mai còn có chú giúp đỡ mình. Thế cô đỡ thế nào chưa? Với cháu ngoài kia lấy cái gì ăn nhỉ? Cô đỡ lắm rồi. Cô đỡ rồi. Vâng.